Kayoko Vlogs Nhật Bản cho ra mắt phiên bản mới 2023 với thiết kế sang trọng tinh tế và vô cùng gọn nhẹ, tiện lợi, chỉ gồm 3 sản phẩm, kem ngày, siêu dưỡng chất điện nám vàng 24K và kem đêm. Mặc dù thiết kế tinh gọn chỉ 3 sản phẩm, nhưng Kayoko Vlogs phiên bản 2023 không hề kém cạnh các dòng sản phẩm cũ mà còn nâng cấp hơn về chất kem và công dụng. Phù hợp với chị em phụ nữ thời hiện đại luôn năng động, bận rộn muốn có được làn da khỏe đẹp sạch nám tàn nhang, người muộn, mà không mất quá nhiều thời gian. Sau đây là phần giới thiệu chi tiết về từng sản phẩm của bộ kem Kem dưỡng trắng da tại nám tàn nhang ban đêm Kajo cộng 2023 Là sự kết hợp collagen cùng với hơn 50 loại chiết xuất thảo dược mang lại hiệu quả vượt trội trong việc làm đẹp da, nuôi dưỡng làn da mịn màng, săn chắc và tươi trẻ Collagen thủy phân, tinh chất mật ong giúp tăng đàn hồi, dưỡng da săn chắc, khỏe mạnh Tinh chất nhau thai có tác dụng chính trong việc ngăn chặn lão hóa, hỗ trợ tái tạo da, giảm tiểu nám, tàn nhang chỉ một hũ kem mang lại cho bạn nhiều công dụng vượt trội nhịp dưỡng trắng da, đào thải nám tàn nhang trong lúc ngủ, giữ ẩm, ngăn chặn sự hoạt động của sắc tố melanin. Cảm nhận ngay sự thay đổi của làn da sau lần đầu tiên sử dụng, chất kem dạng gen đặc thấm nhanh vào da với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, lành tính, an toàn, không gây kích ứng da, phù hợp với mọi loại da, thương thơm nhẹ nhàng mang đến cho người dùng cảm giác thoải mái và thư giãn kem dưỡng trắng da chống nắng ban ngày ca do Cung cộng 2023 với thành phần làm trắng tự nhiên và một loạt các kích thích tố dinh dưỡng chiết xuất từ cây cỏ thực vật hoàn toàn tự nhiên như tinh chất cám gạo, dầu gạo, chiết xuất từ sợi bông, nhau thai, hạt ý dĩ, đậu nành, dầu thực vật cùng can thảo, mật ong kháng sinh tổng hợp, ừ, diêm chống viêm vitamin C, vitamin E, vitamin A và nhiều loại vitamin khác. Dẫn xuất vitamin A có tác dụng giảm nhăn, giảm mụn, làm mờ thâm nám, Chất chất mầm đậu nành nhật có tác dụng nuôi dưỡng phục hồi lớp màng ẩm, bảo vệ da cực kỳ tốt. Mật ong, tính chất cảm gạo, dầu gạo, chiết xuất từ sợi bông giúp làn da luôn có được đủ độ ẩm, duy trì trạng thái căng bị lỗ dày hơn. Chiết xuất nhau thai cũng giúp chống lại quá trình lão hóa, giúp bạn có làn da trắng hồng, khỏe mạnh. Vitamin C, cam thảo hay các hoạt chất chống nắng dưỡng ẩm và bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài. Với công nghệ tiên tiến hiện đại, đặc biệt của kem ngày bộ Kayo phiên bản 2023 này còn được tích hợp thêm khả năng chống nắng với độ chống nắng tốt SPF 50 còn, giúp giữ lại lượng nước cần thiết trên da sốt cả ngày. Thành phần dưỡng trắng chủ yếu là vitamin C, hỗ trợ trị liệu các phụ da đang bị sạm nắng, bị thâm đen hoặc thăng bụng. Đồng thời vitamin C còn là thành phần rất tốt giúp da bóng khỏe tăng sức đề kháng chống oxy hóa cho tế bào da. Vitamin C cũng kích thích sự ra tự sản sinh thêm collagen, nhờ đó nuôi dưỡng da căng bút, mịn màng, trẻ lâu. Kem dưỡng ngày bộ Kajo Colors phiên bản 2023 đồng thời tích hợp được cả khả năng trang điểm thay thế cho kem nền kem che khuyết điểm, giúp bạn có làn da mịn màng mà không phải mất quá nhiều thời gian, không phải thoa quá nhiều lớp và buổi sáng dễ khiến da bị bí và sinh ra mụn. Với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, kem dưỡng da ban ngày chứa các thành phần chống lão hóa mạnh không chỉ cung cấp đủ độ ẩm cần thiết giúp da căng mịn, mà còn chứa các thành phần dưỡng trắng, làm mờ với thâm buồn giúp chị em dưỡng trắng da tự nhiên một cách từ từ, là dạng gen hơi lỏng, dễ thấm thẩm thấu giúp chị em khi thoa lên không bị bí từ da dầu tới giờ hỗn hợp ca thường và da khô đều có thể sử dụng. Tinh chất trị nám vàng 24K Kajukulux cộng 2023. Tinh chất trị nám vàng 24K là một trong top những sản phẩm làm đẹp đang được các chị em ở nhiều quốc gia tính dùng, trong đó có Việt Nam, bởi đây là bí quyết chăm sóc da an toàn, hiệu quả giúp da trắng hồng, linh màng, sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa và nhiều công dụng khác. Serum tinh chất vàng 24K này có thành phần chính là vàng nano 24K nguyên chất tích hợp bổ sung các dưỡng chất, vitamin, khoáng chất hoàn toàn từ thiên nhiên như nước tinh khiết, glycerin, nhau thai, trà xanh, hồng sâm và đặc biệt là collagen tươi kết hợp với tinh thể vàng nano 24K có khả năng thẩm thấu đến tầng dưới cùng của da, giúp nuôi dưỡng và trẻ hóa làn da hiệu quả, phù hợp với những chị em có làn da không đều màu, có nhiều vết thâm nám, tàn nhang gây mất tự tin. Công dụng bảo vệ da không bị oxy hóa, kích thích sản sinh collagen có lợi, xóa vết thâm nám, tàn nhang, giúp da đều màu, sẽ khắc nổ chân lông, đồng thời tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa giúp các tế bào thẩm thấu từ sâu bên trong, tăng cường độ đàn hồi, tăng tuần hoàn máu, sản sinh tế bào mới chống oxy hóa hiệu quả, thải độc tố cho da, kiểm soát tốt lượng dư thừa trên da, tránh tình trạng gây tắc lỗ trứng lông, khang chế các vấn đề về bụng như bụng cám, bụng đầu đen, tăng cường độ đàn hồi, phục hồi làn da hư tổn. Tinh chất vàng nano 24K giúp tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng da căng bước, đàn hồi, giúp da săn chắc làm giảm nếp nhăn, nếp gấp, lão hóa, giúp da hồng hào, trắng khỏe duy trì sương mềm mại tự nhiên cho làn da, khả năng thẩm thấu sức cao, không gây nhờn sức trên da, phù hợp với tất cả các loại da như da nhờn, da khô, da thường, da nhạy cảm đều dùng được. Sau thời gian kiên trì sử dụng, các nàng sẽ có được làn da như mong muốn. Các bạn có nhu cầu mua bộ sản phẩm Kayoko Lux phiên bản 2023 chính hãng, vui lòng liên hệ: mỹ phẩm năm lê hotline 0359447339. Các bạn đặt mua hàng được tư vấn miễn phí, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán.